Xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bài tập Pilates. Nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi tư duy cũng như thói quen của một số người vẫn suy nghĩ rằng Pilates thì chúng ta cần phải vào trong phòng tập, phụ thuộc vào những dụng cụ luyện tập phải không ạ? Nhưng ngày hôm nay với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Thu Pilates thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái kinh nghiệm cũng như những bài tập hữu ích khác mà chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng luyện tập cùng với thiên nhiên, với không gian xung quanh mình. Chào tất cả mọi người, mình là Thu Pilates. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh sửa cái tư thế cho sinh hoạt hàng ngày. Chắc hẳn cái tư thế võng lưng mà hầu như chị em nào cũng sẽ gặp phải, đó chính là khung chậu bị xoay và đổ ra phía trước. Thì cái tư thế này sẽ làm cho mọi người bị đau thắt lưng, và nhất là chị em phụ nữ sau sinh, đau lưng bụng ngày càng to và còn làm cho cột sống rồi cơ trọng tâm của mình rất bị yếu. Đây là phần khung chậu của mình này. Rồi khung chậu của mình nó có sẽ những cái chuyển động này, đổ ra phía trước này, đổ ra phía sau này. Thì chị tìm cho em một cái vị trí ở giữa, nó sẽ vuông góc với mặt đất. Thì đây sẽ tư thế đứng đúng, nó sẽ không bị đổ trước hoặc không bị đổ sau. Ở tư thế đứng đúng thì tai, vai, hông, đầu gối và mắt cá chân sẽ trên một đường thẳng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bài tập gợi ý đúng không? Đúng rồi ạ. Mời tất cả mọi người cùng nằm xuống ạ. Rồi nhấc cho em hai chân lên, vuông góc, thả lỏng vai gáy, hít vào, thở. Hít lên, thở. Mời kéo rốn lại gần với cuộc sống của mình, giữ cho khung chậu ổn định, không để cho võng lưng. Rồi mọi người có thể xuống cả hai chân, hít vào, thở, duỗi thẳng hai chân. Cảm nhận vào cơ bụng của mình, đưa kéo chặt rốn vào cuộc sống, giữ khung chậu ở trung tính, giữ lại đây, hít thở. Rồi mọi người hạ chân xuống, hai chân sẽ cách mông bằng đúng hai bàn chân của mình. Mình sẽ lên tư thế hip roll. Ở tư thế này thì mọi người sẽ cảm nhận giãn từ từ từng đốt sống lưng của mình đi lên. Hít vào này, thở ra, nhấc xương cùi lên, bóc tách từ từ từng đốt sống lưng đi lên. Khi lên không mở hai đầu gối, xiếp mông lại ạ. Hít vào đây, thở, nhấn ngược, hạ từ từ từng đốt sống lưng đi xuống. Hít vào, thở, nhấc, bóc tách từ từ từng đốt sống lưng ra khỏi thảm, kéo rốn lại, xiếp mông. Rồi mình sẽ giữ ở tư thế này, mình sẽ tập khỏe cho mông và đùi sau. Hít vào, hạ mông xuống một nửa đường, thở ra, nhấc mông đi lên, xiếp mông lại, giữ lại đây, từ từ cảm nhận dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sang chân bên phải, nhấc chân trái ra khỏi thảm, duỗi thẳng mũi chân lên trần nhà, gập cổ chân từ từ hạ xuống, duỗi mũi chân từ từ đi lên, giữ nguyên mông cố định trên này ạ, siết chặt mông lại, cảm nhận dồn vào đùi sau của chân trụ. Những người bị võng lưng thì mông và đùi sau sẽ rất là yếu, mình cần nằm khỏe nhóm cơ này. Những ai đang bị lệch hông thì mình sẽ dồn lực sang bên trụ nhiều hơn. Lần cuối xuống, giữ lại ở đây, duỗi thẳng mũi chân, mình sẽ nhấc mông lên xuống này, siết chặt mông, cảm nhận mông của chân trụ vào nhiều hơn. Rồi từ từ hạ chân bên này xuống, đổi chân ạ. Ở mọi người ngồi dậy, chúng ta cùng về tư thế 4 điểm. Ở tư thế này thì sẽ giúp cho mình khỏe toàn bộ cơ trọng tâm. Đầu gối thẳng hàng về hông, cổ tay thẳng hàng về vai, nhấn vai xuống không gồng vai ạ. Hít vào, thở ra, nhấc hai đầu gối lên. Mình sẽ nhấc lên tầm khoảng 5-10cm, làm sao cho cẳng chân của mình vẫn song song với mặt đất. Mỗi lần thở ra, kéo rốn lại gần với cuộc sống của mình, giữ lại trên này, hít thở. Rồi mời mọi người ngồi xuống. Trong quá trình tập thì mọi người luôn chú ý giữ cố định phần khung chậu của mình để không bị nằm đau thắt lưng sau quá trình tập. Cái quan trọng nhất ở trong hít thở của Pilates là lúc hít vào miệng này, thở ra mình sẽ kéo rốn lại để mình bảo vệ cái cuộc sống của mình. Quý vị hãy nhớ những gợi ý cũng như là thực hành bài tập mà huấn luyện viên Thu Pilates cùng các cộng sự đã gợi ý cho chúng ta ngày hôm nay, chỉnh sửa vóc dáng của chúng ta ngay trong những sinh hoạt hàng ngày để hỗ trợ bảo vệ cho lưng này, cột sống này và vóc dáng cũng đẹp hơn nữa. Và xin chúc quý vị luôn khỏe và đẹp.